Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xiaomi là một hãng điện thoại tên tuổi đến từ Trung Quốc. Mặc dù lịch sử phát triển tạm gọi là ngắn ngủi, thế nhưng nó đã để lại vô vàn những chiến tích trên thương trường smartphone quốc tế. Sau Xiaomi Mi 4 đã quá mỹ mãn với người dùng, thì lần này những điều dưới đây về siêu phẩm Mi 5 chắc chắn sẽ khiến cho các bạn thấp thỏm, đứng ngồi không yên cho đến ngày nó ra đời. Hiện tại đây thì cộng đồng mạng có thể đang hướng tới những siêu phẩm sẽ sớm được ra mắt ở MWC 2016 như là Samsung Galaxy S7 hay là LG G5. Thì bất ngờ mới đây nhà cung cấp Đài Loan Trung Quốc là Mi đã chính thức tung ra video teaser thứ nhất về siêu phẩm Xiaomi Mi 5, đánh tiếng về một tính năng quan trọng có trên chiếc smartphone này. Teaser này bao gồm một video có thời lượng tầm 24 giây đi kèm một dòng trạng thái trên Facebook của ông Hugo Bara, phó chủ tịch cấp cao của nhà cung cấp Xiaomi. Và mới đây thì dòng trạng thái của ông Hugo Bara chia sẻ trên trang cá nhân với nội dung tập kết và hiệu năng nổi bật của chiếc điện thoại Xiaomi Mi 5. Tổng hợp lại những thông tin về chiếc điện thoại Xiaomi Mi 5 thì chúng ta có thể tạm điểm qua thông số kỹ thuật của siêu phẩm này như sau. Dự kiến thì Xiaomi Mi 5 cũng sẽ được trang bị một cấu hình công nghệ cao thuộc dòng đình đám hiện nay với vi xử lý Snapdragon 820 của Qualcomm. Monitor 5,3 inch, độ phân giải 2K, đi kèm với đó là RAM 4GB, hai tùy chọn bộ nhớ trong là 16 và 64GB. Camera trước là 8 megapixel, camera sau là 16 megapixel cùng cục pin sạc dung tích 3600 mAh. Có một điểm đáng chú ý là Xiaomi Mi 5 sẽ là điện thoại thông minh đầu tiên của Mi được trang bị nút home cứng tại mặt trước của sản phẩm và tất nhiên là không thể thiếu cảm biến vân tay được. Trên đây là một số thông tin đã được rò rỉ về chiếc Xiaomi Mi 5. Nếu các bạn thu thập được thêm bất kỳ thông tin gì về siêu phẩm này, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!